世间事不知怎分对错，难得问恩怨怎分开，当一切只有情永在心中记一份爱，再不问问一时应否去爱，爱可爱，一切也应该。 也不怕失去，不会难替代，痛心亦都找到爱，未怕分开，纵使分开，知命仍然会在，何必感慨，谁会意外？ 心不知何曾改。Các người về rồi đó hả? Về rồi. Có thành công không? Chúng tôi ra tay có bao giờ không thành công đâu. Em chuẩn bị cơm nước xong chưa hả? Để tối nay chúc mừng thắng lợi. Đừng đó. Mẹ à. Tại con sao vậy? Hả? Đừng nhắc tới nữa. Ây da, cái thằng này nên sao mà nổi vậy? Đừng ngon. Mình mở ra coi thì có vàng bạc châu báu không hả? Cái gì? Không phải là châu báu. Là cái gì? Cái gì vậy nè? Là quân quà đó. Mấy cái thứ này vừa dài vừa nặng, lâu thôi lắm không dùng được đâu. Đúng vậy. Mấy người Tây Dương nói là súng đó. Là súng. Nè, tay anh cầm cái đó là bom đó. Là bom. Ê, đừng có nói gạt nữa nha. Bọn tưởng tôi chưa thấy quà sao, đâu có phải như vậy. Đúng rồi, nói không sai đâu. Súng bây giờ tối tăng lắm. Ấy giờ tối tăng kia con khỉ gì. Như cái cây này à, vừa dài vừa nặng à, không biết có dùng được hay không à. Anh thiệt là cái này vừa ngắn là vừa nặng, tôi nói cây roi còn dễ đánh hơn đó. Ê, đánh xong đánh chết cứu được mấy của khỉ này. Cậu già, chúng ta để coi có dùng được không. Nếu mà dùng được, chúng ta để sau này có khi hành động được đó. Đúng rồi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta mang tới núi sau qua thử coi hả? Dạ. Đừng có đụng, phải cẩn thận nha. Kiểm tra. Đây, đừng có sờ vô. Để xuống đi. Dễ sợ quá. Mấy thứ này đừng sợ gì nữa. Mau con đi, bữa khác xài thôi đó. Hả? Vậy hả? Đừng có ngờ chờ. Chết là tức chết. Có biết số quân quả đó rất quan trọng đối với chúng ta. Đề đốc đại nhân, chúng tôi chuyện này rất là bí mật. Theo lẽ ra sẽ không có ai biết đâu. Im miệng. Đừng giải thích nhiều với tôi. Số quân quả mất rồi. Tôi mặc kệ chúng mày. Bằng bất cứ giá nào, nổ trong 7 ngày phải kiếm lại số quân quả đó. Nếu không, chúng mày sẽ dọn dẹp về quê quay luôn. Cái này của cháu xong chưa? Làm xong rồi. Đây nè. Con cháu nữa, con cháu nữa. Được rồi mà, gần xong rồi, đừng có hối. Làm cái gì vậy? Tại sao đánh tôi quá vậy? Quang Vinh, mày còn cứng đâu hả? Đại nhân, con không biết nói sao. Quang Vinh, ai mà không biết mày ở trong Hoàng Nguyên 500 cây số có tin chính xác nhất. Chuyện lớn như vậy, mày dám nói không biết. Đại nhân, tôi chỉ biết mấy vụ nhỏ thôi. Vụ quân quả lớn như vậy, không đến phiên tôi làm đâu. Vậy là ai làm?
Quang Minh, mày đừng nên học người ta có nghĩa khí để làm bia đỡ đạn chứ. Hả? Là ông Kim bán tạp hóa đó. Phỉ lĩnh, tôi lập tức đi bắt người. Ê, đừng vội vậy, đừng có hành động sớm. Mày đi theo vụ hắn đi. Dạ. Bảy ngày. Còn 6 ngày thôi. Hay quá anh Ngô, 3 con dao đều trúng bia hết, đúng là thần công tuyệt kỹ, bắt phát bắt trúng đó. Không biết cô nói cái gì. Đao pháp như vậy nếu so với cửu già còn thua xa đó. Nhưng cũng giỏi lắm rồi, anh dạy em đi. Cô học để làm gì? Học để tự vệ mà. Anh cũng biết ở sơn trại này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện hết. Nếu không học vài chiêu đó phòng thân thì khó lắm. Luyện công vất vả lắm, cô chịu nổi không hả? Ê, thôi đi, trong lúc luyện tập nếu như cô bị trật chân trật tay, thằng lỗi à, lại tới bắt đèn tôi nữa đó. Anh ngu à. Thôi đi, thiên kim tiểu thơ à, đừng có học người ta múa chân múa tay. Nếu có rảnh thì đi học nấu cơm, học giặt quần áo, đó mới là việc làm của con gái. Anh không dạy em, bởi em không biết sao. Em cứ học, còn học giỏi hơn anh nữa. Anh coi nè. Cửu gia, kiếm giáo hả? Ngưu à. Lần này tôi cho anh theo cô anh xuống núi để học hỏi, ra chút hàng đi bán hả? Dạ. Nhưng anh nhân lời chút đó. Cửu gia, cháu biết rồi. Cháu đi sửa soạn. Dạ. Vậy tôi đi thôi. À, anh hai à. Chuyện gì? Số quân quả đó anh định mang đi bán sao? Chúng tôi vất vả như vậy cướp nó về đây, chẳng lẽ để nó xét hay sao hả? Nhưng nguy hiểm lắm. Theo tôi thì số quân quả này tạm thời để đó cái đã. Nhưng mà anh hai à. Ê, quan phủ mất số quân quả quan trọng như vậy nhất định sẽ xét nghiêm ngặt. Chúng ta tạm thời để đó, đừng mang xuống núi. Anh hai à, nghe tôi nói. Ê, anh ra ngoài đi, sớm đi sớm về. Bán à, mua đi bác, cái này rẻ lắm. Hả, mua đi. Làm xong chuyện đã. Ông chủ à. Hả? Hai ông mua cái gì đó hả? Ông chủ à, bán cho tôi 2 cái rổ mây đi, 3 dây thừng to. Ồ, hay là lấy 3 cái rổ mây, 2 dây đai, vậy còn hơn. Tùy theo ông đó, hả? Hàng dở. Ông coi kỹ đi. Ông chủ à. Ông chủ, chiếu này bán thế nào hả? Chỉ bán 8 đồng một chiếc thôi. Mắc quá, rẻ chút có được không? Tôi ít lời lắm, buôn bán nhỏ thôi. Chiếu đẹp lắm đó, anh cứ mua đi. Dạ, để tôi coi đã. Này có anh, đến nè đi. Tôi tin anh đó. À, tôi có trúc thành đó, ông có lấy không? Trúc thành? Có bao nhiêu? Khoảng 60-70 cây đó. Được, đợi tôi có hàng đã. Được thì tôi nhất định lấy. Bây giờ trúc thanh mắc hàng lắm. Thiệt hả? Cảm ơn ông chủ. Chào Phan Sương à. Hả? À? Mình về đi. À. Ông chủ à, tôi lấy chiếc này đi. Được, được. Cô anh à, sân trại của mình có trúc thanh bám sao? Ây da, đó là ám hiệu, nghĩa là súng đó. Súng hả?
Cô định lấy súng đó đi bán sao? Ừ. Không biết có ai chịu mua hay không. Nhưng mà cửu gia nói như vậy nguy hiểm lắm. Anh hai nhát gan thôi. Thực ra số quân quả đó mình cướp về đây cũng không biết dùng. Để đó trước sau cũng rét thôi. Mình mang đi đổi lấy ít tiền để cho anh em mình được bữa no thôi. Anh hai không phải quản lý tiền bạc. Anh đâu có biết gần đây mình túng thiếu lắm. Qua thêm nửa tháng nữa hoặc một tháng nữa chắc mình cũng đói chết thôi. Cô anh, tôi đã nói với anh, số quân quả đó bán không được đâu, nguy hiểm lắm mà. Anh hai à, tôi biết là nguy hiểm. Nhưng người Lục Long của chúng ta làm gì không có nguy hiểm hả? Đúng rồi đó. Hơn nữa số quân quả này tất cả anh em dùng bao tâm huyết và mạo hiểm như vậy mới lấy được về. Chẳng lẽ cứ để nó sao? Còn nữa, mấy tháng này mình làm việc gì cũng không được thuận lợi. Những vàng bạc châu báu đó đã bán gần hết rồi. Bây giờ số hàng đáng giá như vậy để ở đây, sao không bán đi để xoay sở chứ? Đúng rồi. Anh hai à, nếu anh sở quốc kim khai ra, tôi sẽ chặt đầu của nó xuống ngay tại chỗ. Đúng đó anh hai. Số hàng đó để lại chẳng giúp ích được gì cho anh em. Mình cứ bán đi, đúng không hả? Bán đi. Nếu anh em đều nhất trí như vậy, anh hai này còn gì để mà nói nữa. Cả người muốn sao thì mua. Anh hai à? Cửu gia. Con có thư nè. Hả? Có thư? Thư của ai vậy? Là Quốc Tiên Bảo người mang đến đó. Thì sao? Nói gì vậy? Mùng 7 tháng 7 tại Lầu Quang Tinh giao dịch hàng Trúc Thanh. Anh đây à? Quốc Kim đó, ông nói ông sẽ mua hết số hàng đó. Mua cái con khỉ gì nữa, anh hai cũng không chịu mua cái gì chứ. Đúng đó. Bây giờ anh hai không đồng ý vậy, chúng ta không nhắc chuyện này nữa. Thôi nha. Thôi đi. Ở đây vậy con. Anh hai. Thôi được. Các anh đi đi. Anh hai. Về chuyện này tôi cũng hiểu. Chúng ta kiếm ăn dưới gươm đao, không mạo hiểm làm sao được. Tôi không nên quá lo như vậy. Tất cả phải cẩn thận nha. Tôi biết rồi anh hai, anh yên tâm. Nè, các anh em mình đều đóng giả thành người nhà quê. Số quân quả đó dùng ít trái cây rau xanh phủ lên, vậy thì được rồi. Con, tôi có kìa. Bình tĩnh chút đi, đừng sợ nha. Đứng lại. Máy cũ này của tôi nha. Mời. Nè, nếu lát nữa họ tới, ông cứ bình tĩnh nha. Nếu có chuyện gì, cứ để tôi ra mặt được rồi. Được rồi. Ông Kim họ tới đó kìa. Tôi và chú Đai lên trận trước, anh em ở đây cẩn thận nha. Dạ. Hai vị đại gia đã chờ lâu rồi, mời. Hai vị tới đúng giờ quá, mời ngồi. Mời ngồi, để tôi giới thiệu hả? Vị này là... Thôi khỏi cần, chúng tôi tới đây giao dịch chứ không phải giao hữu. Hơn nữa các hạ nói ra cũng chưa chắc tôi tin đâu. Tốt, anh hùng Lục Long quả nhiên ăn nói dứt khoát. Đúng rồi, hàng ở đâu vậy? Tiền bạc ở đâu? Có bao nhiêu hàng? Súng có 50 cây, lựu đạn có 50 trái. Xin nói giá. 500 lượng bạc. Vừa kiếm tiền dễ vậy sao ạ? Anh tưởng số quân quả này dễ kiếm được người mua lắm sao mà kêu giá dữ vậy hả? Vậy cả hà nói bao nhiêu? Nhiều nhất là 100 lượng. Ông không phải tới mua hàng. Thôi mình về đi. Thế? Đợi cho một lát. Chuyện gì vậy? Muốn giao dịch thì từ khi...
Mày không phải tại tôi đâu, họ ép tôi làm vậy thôi mà. Tôi coi bọn sơn tặc này hôm nay còn thoát được nữa không. Mày là anh hai phải không? Tại hạ Trịnh Nông Lương, làm việc tại Kim Đồ Đốc Phủ. Được, tao không cần nói nhiều. Tao muốn lấy gì chắc mày cũng biết. Nếu mày ngoan ngoãn mà đưa ra, tao sẽ thả cho mày con đường sống. Chết. Bộ ông tưởng chúng tôi mới ra làm ăn hay sao? Dễ như vậy mà mắc mưa của ông hay sao? Mày ngon lắm. Thông minh. Chắc anh này đã được thử mùi của súng rồi, nên không muốn thử lần nữa. Nói, số cung quả ở đâu? Nói mau. Được, tao không tin mày không nói. Đi ra mau. Đi ra mau. Hey. Nếu mà không nói, anh em chúng mày sẽ chết trước mặt chúng mày. Được. Xả lưu. Ở trên kia, trừ khi ngươi giết sạch hết chúng ta, nếu không sau này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Chúng mày còn không nói hả? Nhất đau này ta sẽ lấy mạng của nó. Hả? Ở xuống xuống. Cái gì huynh đệ? Hãy đi tha tôi. Chạy đi, mau lên. Chạy lên, nhanh lên. Chạy mau, chạy. Chạy, 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 chạy. Cảm ơn đạo trưởng ra tay cứu giúp. Tứ Hải là một nhà, ai có cần cảm ơn. Tại hạ họ Thọ tên Thanh. Tại hạ Kỳ Anh Liền, xin hỏi vị này. À, anh là đồ đệ của tôi đó. Ờ, việc chúng tôi làm bắt được sẽ chu di tam tộc, cho nên họ đành phải che mặt lại để cho người nhà họ đỡ khỏi bị liên lụy đó. Phải xin lỗi các bạn nha. Chu di tam tộc hả? Vậy cũng là sinh tật sao? Chúng tôi là đại cách mạng, chống đối với triều đình là nghĩa sĩ cách mạng làm phản triều đình. Đảng cách mạng là đảng làm loạn, sao đi tới đâu cũng gặp người như vậy hả? Bọn chúng mày tất cả đều là đồ vô dụng. Mười mấy hai chục người đi mang luôn cả xuống ống cũng về tới không. Còn mong muốn đâu vậy gặp ta hả? Hả? Kim đại nhân, chúng tôi cũng không ngờ tự dưng lại chạy ra một đám người. Đúng đó, đi đốc đại nhân, ai cũng có súng, còn che mặt nữa, chúng con không thể nào nhận ra họ nữa đó. Có súng còn che mặt nữa, chẳng lẽ đảng cách mạng? Cái gì? Các anh muốn lấy số quân quả đó hả? Đúng vậy, muốn chống lại triều đình thì phải có vũ khí. Những quân quả của anh cướp về là nghĩa sĩ cách mạng đang cần đó. Sao anh biết chúng tôi có quân quả? Chúng tôi còn biết nhiều chuyện nữa kìa. Ồ, tôi nhớ ra rồi, lần trước ở tiệm tạp hóa chúng tôi đã gặp qua rồi. Đúng vậy, thực ra từ khi các anh cướp được số quân quả đó, chúng tôi đã theo sát các người từng giờ từng phút. Nếu không chúng tôi sao lại cứu các người kịp thời vậy? Cái gì Lục Lâm hảo hán, đương kim thiên tai nhân quả, chúng ta phải một lòng tiêu diệt Mãn Thanh, lật đổ triều đình Mãn Thanh. Chúng ta là người Hán, thưa cơ hội tốt này, đồng tâm hợp lực đuổi người Mãn Thanh đi, hồi phục lại giang sơn của mình để xây dựng lại nước nhà ta. Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các anh. Nhưng có bằng chứng gì để chúng tôi tin anh chứ? Bằng chứng chúng tôi đã cứu các anh ra. Nếu chúng tôi có ác ý muốn giết các người, vậy thì thiệt là quá dễ. Đạo trưởng, nếu đạo trưởng mà giết chúng tôi, giải kiếp này anh đừng có hòng lấy được số quân quả đó.
Được, để tỏ lòng chân thành của tôi sẽ lên sơn trại một mình để gặp anh hai của các anh, Viên lão cũ. Anh hai, nếu có khách tới thì cứ mời vô. À, mời đạo trưởng. Đạo trưởng, mời ngồi. Anh hai, tôi ra ngồi trước. Anh nói ông đạo sĩ này có tin được hay không hả? Tin được hay không cũng vậy thôi. Nhưng có một mình ổng lên đây, ổng chạy được đi đâu, mình cứ coi chừng ổng đi. Hả? Số quân quả đó đối với các anh quan trọng như sao? Có quân quả chúng tôi mới hành động được, nếu không sẽ phải hy sinh rất nhiều người. Nhưng số quân quả đó đối với chúng tôi cũng không kém phần quan trọng. Vì có số quân quả đó, chúng tôi sẽ dễ làm việc hơn, cũng như cọp thêm cánh đó. Cọp thì ở trên núi vẫn hơn. Nếu đang tự dưng thêm đôi cánh mà khống chế không tốt, dễ bị té chết lắm đó. Nếu các anh mà biết sử dụng số quần quà đó, vậy tại sao các anh lại đem đi bán? Nếu mà nguy hiểm vậy thì lấy làm gì? Cũng không phải nói vậy. Nếu mà dùng được chính đáng sẽ cứu được nhiều sinh mạng. Anh hai, anh suy nghĩ kỹ đi. Nhưng tại sao tôi phải tin ông? Với lòng chân thật của tôi. Cảm ơn. Anh đây, đưa đạo trưởng xuống núi. À, đạo trưởng, mời. Cô anh. Hả? Số quân quả đó sẽ giao cho ông. Mình nhận chút ít tiền của ông, khoảng 100 hoặc 50 lượng bạc. Cái gì? 50 lượng à? Người ta hiến thân cho chánh nghĩa, tính mạng cũng không nghĩ đến. Tiền bạc chúng ta có thể kiếm lại mà, đừng tính toán với họ nữa. Hơn nữa quân quả là vũ khí lợi hại, là thứ đồ xui, nếu xử lý không tốt sẽ hại chết ta đó. Vậy cứ coi là đưa những xui xẻo này đi, đuổi hết bọn mãn thanh đi dựng nước Trung Hoa là trách nhiệm của chúng ta. Nè, nếu thiên hạ thái bình, dân sống yên ổn, vậy mình khỏi phải làm sơn tặc nữa. Chúng ta có thể qua những ngày tháng yên ổn, nên hành động của đảng cách mạng chúng ta phải ủng hộ. Anh nè, vết thương của anh Đa và xã Dương sao rồi? Họ đỡ rồi, cũng tại tôi không tốt. Nếu tôi không khăng khăng đòi bán số quân quả đó, họ sẽ không bị thương đâu. Tất cả mọi chuyện đều do trời định, anh đừng nên buồn. Anh về nghỉ đi. Trời gần tối rồi, em về đi. Tối nay anh có chuyện hả? Sao tối nào anh cũng nói có chuyện hết vậy? Em không tin sao? Em tưởng anh đi đâu? Tối nào anh cũng đi tới trời sáng mới về, anh mà biết anh đi đâu? Tối nay Lưu Tư Gia hẹn anh đi đánh bài mà. Khi đánh bài em cũng đi. Em biết sao?
Anh dạy cho em thì em biết thôi. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà đi. Tối ngày ở nhà một mình buồn thấy mồ à. Dẫn em đi, đi một lần thôi. Một lần đi. Có phải chê em là người ở là mất mặt của anh không? Anh không có nói vậy. Biết. Em không phải là con nhà giàu, không xứng với anh chứ gì. Em đừng nói vậy mà. Lâu lắm em chưa được coi anh đóng kịch. Hay là vậy đi, mai em đi. Hay. Anh đóng kịch có gì hay đâu. Nếu em thích coi, anh ở nhà đóng cho em coi. Anh. Khỏi cần nói nữa. Trời tối rồi, về đi. Rồi. À. À, chú Đài à, cái tay của chú. Hả? Đỡ rồi, không sao hết. Ờ. Đỡ rồi à. Vậy hả? Đấy à, lần này là dẫn chúng cháu đi coi già nào hả? À, lần này tao sẽ dẫn tụi mày đi coi một màn kịch. Luôn tiện mình đóng luôn một màn kịch luôn. Ờ, vậy tôi đi. Thôi chúng mình đi. Đi, đi, đi. Chúng mình đi. Xin hỏi đại ca, Cúc Vĩnh Lan ở phòng nào vậy? Ở bên kia. Cảm ơn. Anh Vĩnh. Em tới đây làm gì? Em tới đây coi anh đóng kịch đó. Anh đã nói rồi, kêu em đừng tới đây kiếm anh mà. Về đi. Em có chuyện muốn nói thiệt mà. Có gì về nhà hả nói, anh phải lên sân khấu rồi. Đi, đi về. Về trước đi. Anh Ngô Xuân Mai. Em là Xuân Mai thiệt hả?
Em chưa chết hả? Em chưa chết thiệt sao? Em chưa chết. Anh không phải bị bọn Sơn Thật nổ chết rồi sao? Anh chưa chết. Đại gia. Đại gia, vậy cháu là Xuân Mai đó. Cô chưa chết mà. Đại gia, không còn xong chuyện rồi. Chạy mau, chạy mau. Chạy, chạy lại lên. Chạy. Xuân Mai, chạy theo anh đi. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em đó. Anh là Sơn Tặc. Em đi theo anh đi. Anh sẽ kể hết cho em nghe. Nè, đi, đi lại lên. Không được đâu. Tại sao vậy? Anh đã làm Sơn Tặc, chẳng lẽ em là bà Tặc hay sao? Hơn nữa, em đã có người khác rồi. Em đã theo ảnh, bây giờ em không theo anh được nữa. Ê, ngu à, họ làm bà mặt bẻ như vậy, mày còn theo làm gì nữa? Đi, 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 đi. Mày à, em nghe anh nói nè. Anh, ê. Anh Ngu, em biết anh tốt với em, nhưng duyên phận mình đã hết rồi. Anh ấy đi một mình đi. Ngu à, mai. Chúng ta chạy mau đi. Lát nữa anh ấy mà tới thì chạy cũng thôi đâu. Chạy đi, chạy mau đi. Xuân Mai, Xuân Mai, nghe anh nói nè Xuân Mai. Hãy nghe anh nói nè Xuân Mai. Xuân Mai, hãy đi với anh đi. Xuân Mai, hãy đi với anh đi. Nè, lại lên. Đi với anh đi, Xuân Mai. Xuân Mai à. Xuân Mai. Xuân Mai. Anh Ngưu, đi đâu về mà về được có chút xíu à? Bây giờ ai cũng nghèo vậy, có lẽ mình phải chuyển nghề thôi. À đúng rồi đó. Cha về rồi hả? Sao ít quá vậy? Ê, thằng Ngưu đâu? Chắc đang nói chuyện với cụ già đó. Nói tới thằng Ngưu thì thiệt khổ tâm cho nó đó. Đúng vậy. Chuyện gì vậy? Chuyện gì hả? Vừa rồi ở trong rạp, mày nghĩ nó gặp phải ai không biết không? Ai vậy? Gặp ai? Là vợ ngày trước của nó đó. Vợ của nó chết rồi mà. Chết rồi mà. Chết. Mày chết nó còn chưa chết nữa đó. Đi thay thằng khác rồi, mày có biết không? Đi thay thằng khác? Ây à, đàn ông con trai sao mà lắm chịu quá vậy? Vậy cuối cùng sao hả? Ê, sao nữa, không chịu theo nói về, chồng cũng không nhận nữa đó. Vậy thì thằng Ngưu đau lòng lắm phải không? À, nói nhiều cũng vô ích thôi. Duyên phận trời định, anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Tham, hận, thù, oán, yêu cũng vì chữ Phật. Thực ra tất cả đều là giả dối. Ngưu à, về điểm này anh phải hiểu thấu mới được đó. A Di Đà Phật. Còn đau lắm hả? Ừ. Sao em lại biết bọn Sơn Tặc? Hồi nãy em đã nói rồi mà, em chỉ biết được có một người thôi, chứ không ngờ anh cũng làm Sơn Tặc. Hay, nếu hắn thỉnh thoảng lại xuống đây thăm em, vậy thì lôi thôi đó. Không đâu, anh không đến đâu. Theo anh thì chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Chúng ta đi đâu bây giờ? Ở đâu mà không có Sơn Tặc? Anh cũng là vì tiền mà thôi, chứ anh không hại mình đâu. Hay, thiệt là xui xẻo quá. Ở rạp đã khó kiếm ăn rồi, là bị bọn Sơn Tặc tới cướp nữa. Không có một chuyện lành nào hết. Cũng không phải đâu. Cái gì? Em nói cái gì? Em có thai rồi. Cái gì? Em nói cái gì? Ha.
anh còn chọc em nữa. Em có thai rồi hả? Anh không thích sao? À, đâu có. Sao anh không thích chứ? Là ruột thịt của anh mà. Em nghĩ chắc có lẽ đã 2-3 tháng rồi. Chắc là con trai. Thật ra em rất mong đứa con đầu lòng là con trai. Anh có thích không? Thích chứ. Anh đã đặt tên gì hay? Xuân Mai, cẩn thận chút nha. Ha, anh thiệt là có phước đó. Vừa mới dọn cơm là anh về liền hả? Tối nay không có chuyện sao? Đáng lẽ là có, nhưng anh từ chối hết. Tại sao vậy? Về để chăm sóc em đó. Có thiệt không đó? Hay. Bây giờ em đang có thai, nhà là không có ai. Anh đang nghĩ mấy bữa nữa sẽ kiếm một người về giúp việc cho em đó. Thôi không cần đâu. Dạ không được đâu em. Em không nghĩ tới mình, cũng phải nghĩ đến đứa con chứ. Anh có phần đó. À nè, đây là thuốc dưỡng thai anh mua đó. Em xác để uống đi. Ê, em lại đi đâu vậy? Em lấy chén đũa cho anh ăn cơm. Ê khỏi cần, để anh đi lấy được rồi. Em phải cẩn thận giữ mình đó. Xuân Mai, say cơn gì
不知怎分对错，懒得问恩怨怎分开，当一切若浮云，只有情永在心中记一份爱，再不问问一时应否去爱，爱海外。 一切也应该，也不怕消失去，不会难替代，风声里都找到我，未怕分开，纵使分开，亦都知美梦仍会在，何必感慨？ 谁会？